Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người xếp những cái trái tim bằng giấy màu như thế này mọi người nhé. Ok, số 4 nó quá em ơi. Trời ơi. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ sử dụng thằng cá cái nữa. Một. Rồi vậy như thế này. Đấy phải quá hình trái tim mọi người nhá. Đủ phải sầu đi. Cái nó được cái. Cái rừng nó cầm quá được đó. Nhận nhà đi. Mẹ bắt đi. Mẹ em cay cái mày đó. Người. Không chi cho anh ơi, chi cho anh mà đây cũng khỏe đó. Em biết, cái mẹ em được, tự nhiên một anh gì. Đi quý. Mình sẽ tiến hành nha. Cắt một cái trái tim nhé. Ok bà. À, mình làm cái gì à? Đưa tao để cái mặt tải đi. Ok. Trong viên tải thì sao lắm. Đó, tải mày. Đi đâu? Má chưa mà nghe nổi nè. Chỉ có chưa họ nổi thôi.
Không mà chứ anh mày nói cơ chi được có chuyện của anh đó. Nói vốn anh đó. 2, 4, 6, 8, 10. Ê, tấm ngươi đi được chưa bố ẹ. Thầy mệt lắm. Làm chặt buồn. Ừ, làm chặt. Làm chặt ngươi quá đây không phải làm chặt ngươi phương. Làm chặt ngươi phương. Ít nói nữa. Mắc mắc nói ấy. Sẵn nói mốt. Chù, kiểu là tao nói gì mấy. Tao nói gì mày theo đi cho đời không ngủ ít. Không đúng, em không đúng, không đúng kỳ ra hả? Kéo cái giấy cho tôi xin để khen ra cho ôi hết nhờ. Đáng như kéo giấy chứ. Tụi lại tẩy kéo cái giấy lên qua chú không? Vâng ừ, kiểu như con nít á. Kiểu cái tưởng chạy tất to tất to tẩy lối lối mấy. Lối mấy cái lọc nhưng mình xung sang không? Thành tiền. Vâng là bái. Bay em nó đi bơm ma tôi về đâu đau bỏng về đây có hết cái mỗi cái cho mình tin bạn dùng điên ra nó lại chỉ đau hả hay mới cầm tiền đi tí đó đi đó à đi ra đục cái đi ra từ đục đi thì có dùng được không à đáng sao à đáng sao thì cố đi đi mới được cái cày này của anh đó anh bị không à không là có mí mất trăm cái tiếng nữa ẩn chửi về sợ tưởng hiên mưng ẩn làm gì làm đó không xong mới dọn dẹp ven ngang bánh đi làm bánh mời gặm bố thì phải đơi hàng sĩ muốn đồ đấy anh thấy gì không muốn rửa à thằng mình rồi đi xuống đây đấy bạn mệt nè mắt mệt nhăn gì chứ nhăn các bạn đừng nên không nặng cái còn kéo lại nha các bạn không nặng chưa bao nhiêu những cái nhiên luôn xin tự hào thi đại học ngữ văn 70 ai trong nghi tới người ta lên thằng gì sư sáng ra đi học đọc bài tiếng thiên ngoài xa lên thi đuổi trang của tôi mới nhớ mới đọc các bài văn mẫu xong lên cái đợt này mới được ý chắc thì đơn đơn được không ra thì mới bấm em muốn nhận đến những cái gì nữa ra cái bình kia nữa chịu em được ra trong quỹ đó trời kia mình lính ra thì bắn luôn chấp nói chung là mẹ cái muốn mình học muốn tự nhiên cứ học giỏi tự nhiên anh đó muốn xã hội quan tâm con anh chắc là nhờ cái môn văn mới được vô đại học à? Mình nói cái gì đúng vậy thế em á dù gì cũng nói cái gì đúng vậy mình cũng cầm nhau cái gì vô đại học được vì đó mười hai điểm mười ba điểm cơ trương minh mười hai điểm mười ba điểm bốn mươi chín đội thân của một em thời anh lấy em cao rồi thời đi vào tuổi tuổi thời minh điểm lấy cái toán lấy cái thứ cái hai cái thứ gì cái thời của anh ghế hơn gầm năm đi điểm hơn thứ của em ít
tôi xin xấu đèn luôn. Mấy đèn nóng thuê nóng của em lên khi à, của anh trả cách xong của anh, cái nóng của anh trả cách sau của em nóng hơn 52. Ừ. Cái nóng của anh đi về hơn nóng của em. Nóng của em đi khỏi rồi. Ờ. Đi về cái gì này cáo hơn. Có khả với nhau không? Gì đó thì... Bây giờ ơi cáo. Đi em đi, đi khổ. Mà hằng lại nhiều cao hơn nắm của em phải không? Đúng không? Cái đại phạt đúng không? Cái đàn này lại đây lại cao hơn nhưng cái đê khổ, đê khổ thì mình nhớ phải thấp hơn luôn. Em cũng kêu thêm mà em thêm mà em tin như nhau. Chắc chỉ anh thi vào thời của bọn em là được đầu đại học bây giờ. Đối với đồng nghiệp đấy. Đừng có tự có. Tao cái bụng thì sẽ nó đau sinh thân. Đợi thì không hớ. Chơi mà chơi em bé. Chơi em bé là ai thì lại. Một lâm năm đủ với ai. Đúng rồi.
Tết mình làm việc khó cho về đấy. Có 10 phút rồi đấy. Ngừng đi. Nó làm việc quý nhất. Về đi. Dễ sợ làm vụn gãy ở trên là nó khoảng là bọn gãy dưới nữa mà đè ngược xuống. Oh yeah baby. Dễ đưa mà gì đó lại vậy nó bọn ở dưới. Làm thịt nhân rồi. Ăn qua mới thấy làm mấy anh tiệc lắm rồi. Đi đâu? Đất từng đoàn ruộng các lần. Chờ mày cái đâu mình bộ 15 cắt đô lâm cao lẹ kiểu lắm nè đi 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 được cái chi đi lẹn đô được cái chi như lắm cắt kẹo lên. Đây như vậy là mình đã xong một hộp đựng một chi nhá. Bây giờ mình sẽ được tặng củ cho các bạn xem. Đấy, tặng thì buồn có mít đó. Mình đây là tự nhiên mình ngủ. Đó, các bạn được tiền đấy. Thì do thời gian cho phép đến các bạn làm một phần ở dưới đó bao giờ là sẽ xong một hộp củ. Rất là đẹp nha các bạn. Con trai thương của mẹ thích ăn gì đấy nè. Mam ơi, cho chị đi chơi cho chị đi bếp. Hả? Mà đi ngồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Bố trí mình sướng sướng bảy bộ thôi.
Mất 2 video mà cũng được 7 mùa. 2 video nữa. Có mất một cái thôi, cái là thẳng cửa. Đến cái quay kèm đó là mất cứng khổ. Ê làm chi nữa? Quay. Ai là trông của mình lỡ. Tin tưởng. Ở trên thằng bèo bèo đấy, nó tắt điện thoại rồi như thế này. Ừ. Mình đã cạnh tranh đó. Đặt nguy hiểm không? Ủa kìa đó, ngay ngay ngô 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 chỉ nữa thôi. Thì là đồ cọng ngô ngô ngô. Dạ ngủ á, chắc là chân ngủ xịt mấy ạ. Buồn cho những ai như vậy. Xin chào, cái gì xưa hay lố là gì xưa chung. Người đây, bạn có thể thấy đấy. Như vậy là mình đã làm bao lần xong một kẻ hồ. Bắt quay kém như là bắt. Ôi, mình có. Máy phá thì máy nó sáng. Tên đôi, ok, rồi mình đóng phí thôi. Đóng phí con đặt tên đặt đôi cho nữa. Bỏ mối như ai kia. Thì em bỏ em không đọc đến thì em không đọc. Đừng bày mình. Nếu đã người ta có lòng thì người ta sẽ tự làm. Không cần người ai nói cả. Ừ, em mơ lắm. Anh việc kinh dạy học nó có thể. Việc như đâm lấy nó cũng thể. Một cái biển lại đó. Không cả lắm. Một cái biển chào đó. Bờ môi còn khao khát chờ này người tình cầm tay em. Anh có thể đến tâm như với tôi. Mà quan trọng là có ai nghe được không á. Anh là mùi em mắt. Năm mùi em mùi chơi gọi thằng con. Cảm thấy nó biển sớm. Em sớm. Trước cái tỉ mà em biển anh là dòng cao ban. Rửa thân bạn, rửa cái ánh bàn ánh cùng tới buổi sáng mà chưa cũng chưa về ngay mô cùng về trị hết mất cùng cây ghế mà anh thời gian đi chơi nhiều hơn thời gian làm em hiểu không chọn đêm lắm không anh mập đến mà anh khóa nghỉ ngơi gì đó nữa anh nữa. Thấy không?
ăn mập lên đến đáng sợ nên ông khoa đang nghi ngờ. Thằng đi đâu? Bị đấu ngay một câu hỏi ăn có hụt có đồ kẹo đồ. Có hoài hoài ăn về em hả? Không, ý là tối qua cũng nói là anh cũng nói là bắt vẫn đi mập nên. Bắt đang anh bắt đang phải lấy con mẹ anh bắt có kéo cái cát. Anh chạy đồ kiểu là gì nay qua phải đi đi lên kiểu rồi. Như đi đó cũng về nó phải đi như thế ai mai như sẵn nó về ngủ. Ai nói người biết không? Tiếng nào cũng đúng mà. Đây là đây mình không mua đó. Đừng người bên đã ra có căng như nữa ở đó chỗ mùng chỗ anh chị nhanh rồi gồm cái đường đó bắt đầu cái chỗ mùng có cái kiểu có cái thước thổ luôn đề nghị ánh mắt dọn dẹp thật sạch sẽ. Đây cảm ơn các bạn đã xem những video của mình nhé. Ôi đấy là bắt đầu tạo ra một cái hộp bú để đừng ngủ chi cái cửa tất cả mọi thứ. Thôi đấy mở để học anh này anh chị mình đó. Ở đây của dương lắm. Thôi cũng chết đua. Không, em ở trong Nga cho anh ở trong đại lý ấy. Vậy ra là thằng mình nhiều người. Nhiều người nghiêng lắm. Đặc biệt là người mình, đại người mình nhiều người nữa. Ê ngay vậy là mình đã vừa xếp một cái trái tim như thế này nhé và tiến hành mình sẽ xếp tiếp tục một cái trái tim mới mọi người nhé từ giấy màu như thế này. Thank you.
Anh ấy không? Kệ con. Cái quái gì về xưa chứ. Đấy, đấy là cảnh một trong thằng sáu khi đi làm về. Anh đến mang đi nữa này. Đấy, ngồi mắt đến đây thôi, chơi con cho nó phải như người ta. Viện cảnh là mặt ra chứ được đó anh. Viện cảnh là mặt ra chứ được đó anh. Có em yêu không được cho thằng ở bên Japan, Japan đi. Cầm cây dây sắt với chiếc tháo mà sạc đi con. Quay trên đất mày. Bỏ cái đá nó đi trên đá. Ôi, đời thì đã chất lượng hay bị đá nó bị sạc nữa. Được mắt. Tình yêu bao la. Nên lại tôi dậy trắng á. Cái này bị lắp trắng không? Ngu nhất. Lẹ con giả anh đi. Con giả hai mặt á. Một con giả anh xuống, con giả anh xuống á. Giả anh không? Chị quên khám em vui thôi. Bỏ cái tôi dậy đi nè. Long mặt cho tình nhé. Con thằng nội rượu mà đặt ngay đi 5-6 hẳn. Tâm dụng lấy mặt thơ ngôi nữa. Thôi được rồi nha, thưa bạn. Anh đi chị con.
sẽ bỏ lên phần rượu này. Bỏ được gây đồ máy tự lấy được đấy. Thôi, mệt, mất, đôi. Còn loa thử.
Trời mày tới biển báo ngay không? Chứ nhăm nhô đi. Ở nhà hả? 3 giờ điểm hả? Mày ngồi được thôi à? Mày mới quay gì? Là tôi là cô. Đầu số. Mày mua đầu à? Nhà mà đâu sẵn rồi. Sụp lắm mày lại sụp gì? Sụp hàng rồi đấy. Ờ, mình dịnh dịnh lên hả? Chị bếp. Mày cái băng tế luôn, cái cô còn được cái đi đi. Go out. Mình đang chỉnh sửa lại cho nó đẹp nha mọi người. Hey.
Thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đấy ạ. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Sau mình sẽ xếp những hình dạng luôn ạ. Em biết gửi lại nhạc lúc hình thì gọi rất nhiều ấy. Mấy tiếng mà, 2 tiếng hình ạ. À. Chị chắc sẽ buồn lắm đó. Không buồn đâu. Đại chị Kim. Thì có khó lắm tưởng gì em. Chị em khó anh là khó cái khó là khó kì anh khó khó là
tím mới mọi người nhé. Mày hẳn mấy cái chi cò hết nữa. Có một chi thái à? Còn cái có một chi thái không? Không, có một chi thái nè. Còn cái bả cái mẹ mới đó. Cái cải mà không còn nồi cái nín. Còn ăn mẹ 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 nè. Hai cải. Ở đây hai cải. Cái còn không cài. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Có cái cút. Cút trời rồi đó. Không, có. Nói với tôi thì ăn cơm chứ. Cút 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 năng mấy tiếng. Bữa đi cải chiến được là đợi phí tới. Tiền đi ạ. Xong rồi đi ra thông tiền đó. Tự nhiên mày miếng gì được thôi hả? Cái đó. Khỏi khỏi bên bên nắng không? Bạn có bên nắng đấy. Ờ, khỏi bên nắng. Thế cái này là tiếp đắng cái đống nguyên đồ á. Đó, em mày mày đưa tiêu cái em thế à? Ở bên đi ăn nhớ đi đam rồi đem theo cái bên đi em chứ. Em mừng. Nói đấy nhá, cái buổi ấy, cái buổi mà mai là ra từ tiên ấy. Đó về đắng nhá. Đó về đắng dọc, về đầu uống cái sản. Thôi để đắng cái nguyên này. Chị Thảo này, đó là cái tủ của chị Thảo cười để mẹ lắm á. Không hiên đi đồi bố, mà cũng quay cũng làm cái sáu sáu thôi. Phải đắng cái bố. Đắng trong hiên cái này. Bật được mi mẹ bố, à bật được mi ý thế. Bật được mi tao bắt sáu bố này. Để anh bút chín bố này. Bút chín à. Để sáu tiêu. Được rồi. À được em làm được, làm ít. Không, bảy đo với bảy em nghỉ nhiều mà đó sự là 5 ngày làm là 5 ngày luôn, không nghỉ là nghỉ luôn. Thì bên trái bên đường mốt thì đường nữa chứ mốt còn hai đường đang đường nữa đường mốt có vướng hả anh ra đường không thôi đất dưới đi xuống nữa khổ mình ai chứ mình đúng không ai mà đi đường không đâu nhà lên nữa không đại đường. Con vượt đấy đó, đi đường con vượt được. Được. Đi chứ bố. Đi thẳng lên, đi thẳng lên, thẳng lên đi đường. Được, được mày thẳng luôn. Được hả? Em cứ em biết rồi. Em biết, em đi bước sai. Em đi thẳng. Ê, anh để chạy thẳng, phải đi à? Con vượt đi hết đường, con vượt đi hết đường, con vượt rồi. Đại hết đường, thẳng hết đường. Mất lớn, mất đẹp, có. Không có đường, mất đẹp hết. Không, chạy hết đường, con vượt là bên đi cái đường biển nữa. Đường này về biển á. Anh đi đường, chạy về biển, đi đường về chuôn à. Ừ, không có. Làm em đi khi mô em cũng đi đường đi cho em còn đi đường được mốt đi kiểu đó. Có sáng đâu là chạy thẳng một mặt đường vượt đi mới xong mới cuối đường là để có tên ai.
nó ra cái đường đó, ra ngay đấy à? Là đường gì sáng nữa? Mà con vừa có những cái rạp má. Không, con rạp thẳng luôn. Lên, anh đi nha, từ lúc nha, anh lên ra cái đá, rồi cái chỗ mắt đá, mắt bánh sáng. À không, thì em đi đường rồi. Thì với thằng hiện luôn, đừng đứng ở cửa thằng một bên. Thằng rửa băng khẩu khi môn, hiện cái đường. Hiện cái công vật. Nở mãi đi lạc đường lắm nè. Thử mãi đi rồi. Mà cái vua bạn đấy. Mình nghĩ nhìn chi nhìn lại cái đường là bị thốt. Thì báo họ được là bác cơ là bị. Ông về lại nữa thì chúng bên Nga xem lại nữa. Có thể có đường bị tiêu bị lên. Có đi cao hô vừa tốt. Nhưng đấy là đường. Chứ vừa tối ai mới dám đi đường nữa anh. Anh đang trái rồi ngay nữa anh đi đường nữa về nhà em ạ. Không, đi đường nào cũng đông lễ không lễ mày này đóng chưa đóng đâu đó mày quay quên đi có bên cái ổ đi, cũng cơ hội luôn. Ngắn nữa. Thích tao. Ổ đây cái nguyên của đồ đây đỡ hiểu không? Cái đó có ổ hẹn đồ cơ. Ổ bắt đầu 12 ký á. Thấy cái ổ bắt đầu 12 ký không? Để qua đó. Và như vậy thì mình đã vừa tiến hành xếp được 3 cái hình trái tim từ dễ như thế này mọi người nhé. Và sau đây thì mình sẽ tiến hành dừng video tại đây và hẹn gặp mọi người ở những video sau.